Anh vẫn mãi còn yêu như anh đã từng yêu, dẫu em là mộng hay giấc mơ xa xăm cuối trời. Mưa nắng vẫn về đây, đêm trắng vẫn còn đây, dẫu em ngồi lại hay bước đi về chốn xa. Em cất bước về đâu khi đêm đã chìm sâu, tiếng mưa rào rào như va khâu từng vết đau. Rồi một ngày nhớ nhớ lắm ánh mắt đam mê, dẫu cho thời gian qua không xóa nhòa, một chiếc buồn tên lang thang phố xưa, bỗng nghe đường về còn xa lắm. Rồi một ngày nhớ nhớ lắm tiếng nói thân quen, ước mơ thời gian xin quay trở lại, người tình về đây mang theo nỗi vui để nghe tâm sự trong phút giây bao điều chưa nói. Một mình ngồi hát nhớ đến khoảnh khắc em đi, nhớ đêm mùa thu trăng nghiêng lối hẹn, ngập ngừng cầm tay nghe bao đắm say, bỗng nhiên chợt buồn em khẽ nói, giá như cuộc tình là giấc mơ em sẽ mơ. Hỡi anh đừng buồn em rất yêu, nhưng phải ra đi. Vâng, xin kính chào quý vị các bạn nha. Và vừa rồi là mở đầu là một bài hát hát cho người tình nhớ, sáng tác của Vũ Quốc Việt. Rồi xin cảm ơn quý vị đã nghe bài hát của mình nha. Và bây giờ bắt đầu chương trình, bây giờ là phần ẩm thực nha quý vị các bạn. Xin chia sẻ với quý vị các bạn về món ăn của mình hôm nay. Đó là sầu riêng thử uống với bia sẽ như thế nào, và kèm theo là có thêm trái măng cụt và chôm chôm và có thêm trái xoài nữa. Đây các bạn, trái xoài siêu to khổng lồ luôn nha. Rồi bây giờ chuẩn bị thưởng thức món ăn thôi các bạn ơi. Và bây giờ mình bắt đầu thưởng thức vị của các loại trái cây và uống với bia nha. Rồi xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bây giờ trước mắt mình là măng cụt, mình ăn măng cụt trước nha quý vị các bạn. Rồi xin mời quý vị các bạn nha, bắt đầu ăn thôi. Đây cái măng cụt này, wow, trái rất là to luôn quý vị các bạn ơi, muối rất là nhiều luôn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 muối luôn, có một muối lớn và 5 muối nhỏ. Rồi mình ăn nha. Bỏ cái rổ. Cái muối lớn này thì có cái hộp rất là to luôn, còn mấy cái muối nhỏ không có hộp, mình ăn mình nuốt luôn luôn, rất ngon các bạn ơi, chua chua ngọt ngọt rất là ngon luôn. Đây. Đấy, xin mời quý vị các bạn ăn với mình nha. Này có 5 muối. Cái hộp của nó rất nhỏ, mình nhai nhút luôn. Ngon quá các bạn ơi. Đây, mời các bạn nha. Hồi nãy 6 muối, xong tới 5 muối, bây giờ 4 muối. Nó tay một lần quý vị các bạn ơi. Ngồi ăn mà nghe mùi sầu riêng thơm quá, thơm nước mũi luôn nha. Sầu riêng loại đi táo rất là ngon luôn quý vị các bạn ơi.
măng cụt ngon quá. Măng cụt trong mình là khoảng là trung bình 50 ngàn một ký nha quý vị các bạn. Đóng trái cây luôn, ăn đã luôn, no nê luôn nha. Rồi cho mời quý vị các bạn nha, ăn bắp luôn. Rồi bây giờ mình ăn tới chân chân. Quá ngon. Rồi bây giờ mình ăn xoài nha. Cái xoài to quá. Rồi cái dao, cái dao cắt không đứt rồi. Cái dao lộn quá cắt không đứt rồi. Cái xoài nó to quá, cắt hơi bị vất vả. Thì coi bên trong của nó ra sao. Cắt cái muốn sập cái bàn luôn. Miếng to quá, chả bá lửa luôn quý vị các bạn ơi. Wow, miếng chả bá lửa luôn. Đây, cái rất là to luôn. Để ăn thử coi nó ngọt không. Đây. Rồi, xin mời quý vị các bạn ăn xoài với mình nha. Chín vàng tươi luôn. Rất là ngọt luôn quý vị các bạn ạ. Ăn không biết, chưa bỗng ăn chầu riêng với uống bia nữa quý vị các bạn ạ. Ăn hết cái này no, bởi bụng luôn. Quá ngọt. Rồi và bây giờ mình sẽ khui bia ra nha. Đá nó tàn, còn đá không uống bớt. Đó, khui bia ra. Rồi bây giờ chuẩn bị mình ăn sầu riêng và uống bia nha quý vị các bạn. Đây, bia bọt không nè. Đó các bạn thấy không? Đây mình để đây nè. Uống bia. Rồi bây giờ mình ăn sầu riêng uống với bia. À, thơm quá, nước mũi luôn. Rồi xin mời quý vị các bạn ăn sầu riêng với mình nha. Sầu riêng rất là to quý vị các bạn. Hợp. À, ngon quá ngon. Béo quá. Miếng sầu riêng hạt lép. Ngon quá, thử liền lép với các bạn ơi. Quá ngon. Rồi tiếp tục mình ăn một miếng nữa nha. Đây, miếng rất là to luôn. Rồi, mời quý vị các bạn với mình nha. Đó, đã không quý vị các bạn. Ngon quá. Quá ngon. Quá ngon. Ăn hai muối nhà đã với được bao.
Ngon quá. Quá ngon. Trời đi, thằng lé ngon lắm quý vị các bạn ơi. Ăn sầu riêng phải bóc nè, đầy lộ như vậy nó mới ngon. Quá ngon, quá ngon. Rồi bây giờ uống bia nha quý vị các bạn. Ngon quá. Đây. Đi bọt. Rồi xin mời quý vị các bạn uống với mình nha. Ngọt quá ngọt. Quá đã. Quá ngon. Uống vô biết sao chứ chắc là xỉn chắc rồi đó các bạn ơi. Mình uống một lon bia là xỉn. Bây giờ mình ăn thêm một muối nữa nha. Ăn cái muối nhỏ nhỏ ấy. Rồi, xin mời quý vị các bạn với mình nha. Ngon quá. Vừa ăn chậu riêng vừa uống bia luôn. Chết hết luôn. Uống khá ngon luôn. Rồi, cho mời các bạn uống bia và ăn chầu riêng với mình nha. Quá ngon. Quá đã. Rồi bây giờ để ăn hết miếng chầu riêng này. Ngon quá. Quá ngon. Quá đã. Thôi đừng bóc, nhưng dài dặn mới ngon quý vị các bạn ơi. Rồi, no rồi. Ăn như đây là no luôn rồi đó. Rồi, còn một ly bia, uống cho hết luôn. Ngon quá. Rồi, xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu quý vị các bạn thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ mình nha quý vị các bạn. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.